chương 461, đồ ăn trưa ở tứ hợp viện này rất ngon, người bình thường có nhiều nhất là 8 món đồ ăn, lúc này bọn họ lại chuẩn bị cho mỗi bàn 18 món ăn. Có cá, có thịt, vì cách không tồi, quan trọng nhất chính là mỗi bàn đều để một bình rượu ngon. Bữa cơm này ăn rất lâu, sau khi ăn xong thì những khách khác đã rời đi, ông Tần cũng không có ở lâu, bởi vì ông biết cháu trai và cháu dâu sẽ không có thời gian. Nhóm láng giềng mà mẹ Dung dẫn đến là người thu dọn chén đũa. Bao gồm vài người và thím kim tới lúc 2 giờ chiều Lúc này mới hoàn thành công việc Đồ ăn thừa thật đúng là không có Vốn dĩ tính trở lại một chút Để lát nữa cả đám có thể ăn Nhưng mà toàn bộ đã bị ăn hết Mẹ Dung phải phát cho mỗi người hỗ trợ một túi kẹo Cái này mang về cho con cái trong nhà nếm thử Sau khi thím kim từ chối thì nhận lấy Chúng tôi sẽ nhận Coi như là dính chút không khí vui mừng Thời gian không còn sớm Chúng ta đi thôi Được Vậy mọi người đi thong thả về sau có thời gian thì lại đến chơi. Thím Kim cũng có chút phiền muộn, dù gì bọn họ cũng đã là hàng xóm nhiều năm, bây giờ cách vách dọn đến đây, hàng ngày ấy muốn gặp mặt, thật sự có chút khó. Được, sẽ đến, chúng tôi đi đây, vài người chào tạm biệt với mẹ Dung, mẹ Dung tiễn mọi người đến cửa, tận khi không còn thấy bóng dáng ai nữa mới quay vào. Nhìn thấy tần giã đi ra từ nhà, liền gọi anh, tần dã mấy cái bàn, chén đũa này con mượn ở đâu, để con trả về lát nữa con sẽ đi trả tần giã nói xong câu này liền đi tới trước mặt mẹ vợ mẹ cái này cho mẹ anh lấy vòng tay vàng từ trong túi ra sau đó đưa đến tay mẹ dung mẹ dung sợ ngây người cái này cái này cho mẹ tần giã gật đầu văng ngạc vốn dĩ buổi sáng sẽ đưa cho mẹ nhưng lại vội vàng nên quên mất mẹ đeo thử xem cái này là làm riêng cho mẹ mặt trên con còn bảo người ta khắc ngày sinh nhật mẹ lên mẹ dung khiếp sợ không thôi vòng tay này cầm vào rất nặng nhất định là tốn rất nhiều tiền cái này con cầm về đi mẹ đến tuổi này còn đeo vòng tay vàng gì nữa không thể lấy lại vàng này là của con con đã để cho người ta gia công lại một chút dù sao đây cũng là đồ con tặng mẹ mẹ không thể ghét bỏ mẹ dung vòng vàng lớn như vậy bà ấy ghét bỏ cái gì như vậy như vậy không được ôi trời mẹ ơi mẹ cũng đừng từ chối mãi nữa dù gì đây cũng là tấm lòng của con rể này nếu như mẹ không nhận vậy không phải là làm tổn thương con rể sao mẹ không những phải nhận mà còn phải đeo nó mỗi ngày, tốt nhất là đi tới chỗ mấy chị em hàng xóm lúc trước khoe khoang một chút, nói cho mấy bà đấy biết. Đây là con rể tốt của mẹ mua cho, làm cho mấy bà ấy ghen ghét đến chảy nước mắt. Tần Dã, không, anh không có ý đó, đây không phải là suy nghĩ của anh, con gái của bà ấy chẳng nói được lời nào hay, nhưng mà, bà ấy cũng không có trả lại cái vòng tay vàng nữa. Tiểu Tần, mẹ rất thích, cảm ơn con, không nghĩ tới ba con bọn họ còn chưa mua được cái gì cho mẹ mà con lại mua mẹ rất vui dung văn minh vô tội vừa bước ra từ phòng bếp dung yên cô chưa có mua vàng nhưng mà các hiện vật khác cũng không thiếu chứ thật ra mẹ dung rất vui vẻ nhưng mà bà ấy luyến tiếc mang lên dù sau ngày thường cũng phải làm việc hơn nữa vòng tay này có chút lớn mang lên cũng quá nổi bật vẫn là để sau này đeo cũng không muộn bà ấy vui vẻ cất chiếc vòng đi lão dung ông và tiểu tần đem những cái bàn ghế này trả về nhớ rõ là đem theo kẹo cho bọn họ Dung văn minh gật đầu, được, sau đó nhìn về phía tần giá, con mượn những thứ này từ nơi nào, vốn dĩ ông ấy muốn tự mình đi mượn, nhưng mà nhà của tần giá cách tứ hợp viện hơi xa, anh họ tần chân lại có chỗ mượn, vì vậy nên ông ấy mặc kệ việc này, ở chỗ ông nội của con, bây giờ con đi trà, ba, ba không cần đi cùng, một mình con là được, dù sao ba cũng đang rảnh rỗi, ba dọn ghế dựa là được, nhà mình không phải có xe đẩy sao vác vật nặng thì không thể vác nhưng mà vác mấy cái ghế dựa thì vẫn có thể. Tần Dư cũng chạy ra hỗ trợ, Tần Giã thấy vậy thì không nói gì nữa, mặc dù Tần Chân đã bảo từ từ, anh ấy có việc nên sẽ tới trễ chút. Nhưng mà Tần Giã cảm thấy vẫn nên sớm đem bàn ghế trả về thì tốt hơn. Dù sao cũng gần, đi qua hay lại cũng không tốn bao nhiêu công sức. Chương 462, lúc bọn họ đang dọn bàn ghế, Tần Chân đã trở lại, lần này đi theo phía sau anh còn có Tần Hằng và La Thành. Tần Trân nhìn thấy bọn họ dọn bàn, lập tức đến gần, Tần giã, không phải đã nói là chờ chúng ta tới sao, tại sao lại cứ dọn như vậy, cũng không có bao nhiêu, chủ yếu là do Tần giã cũng không muốn làm phiền đến bọn họ. Được rồi, chúng ta cùng nhau dọn, đi qua đi lại hai lần là được, Tần Trân cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, anh ấy trực tiếp bắt tay vào làm, Tần Hằng và La Thành cũng khiêng một cái bàn, vài người đi qua đi lại hai lần, đã dọn xong toàn bộ, mẹ Dung thấy bọn họ trở về liền cho mỗi người một ly trà lạnh. Nào, cái này giải khát, cảm ơn thím. Ôi, vẫn còn đá, thật ngon, tần chân ưng ực uống xong. Có tủ lạnh đúng là không tồi, con cũng muốn mua một cái. Nhưng mà đồ vật xa xỉ như vậy, người nhà anh ấy cũng không chịu. Mẹ Dung cũng không đáp lại lời này. Bà ấy chỉ cười cười bưng nồi lên, lại thêm một chén. Vâng, tần chân cũng không khách khí. Chờ sau khi anh ấy uống xong, mới nhớ đến mục đích thứ hai mà mình đến đây. Anh ấy nhìn về phía tần dư tần dư em đã chuẩn bị đồ vật chưa ngày mai là phải đi rồi không đợi tần dư trả lời lại tần chân đã nói tiếp mà thực ra cũng không cần chuẩn bị gì đâu đồ bên kia đều có hết rồi em chỉ cần mang người qua đó là đủ tần dư rốt cuộc là cậu nên chuẩn bị hay là không cần chuẩn bị đây mẹ dung lấy lại tinh thần cuối cùng cũng phản ứng được tần dư sẽ phải đi đâu trong mắt tràn ngập sự không nỡ nhanh như vậy sao ngày mai phải đi luôn rồi à tần chân lập tức nói thím mà nếu hôm nay không đi thì sẽ không kịp đâu, vài ngày nữa là khai giảng rồi. Thím không cần lo lắng cho em ấy đâu, đàn ông con trai thì phải đi rèn luyện. Đây là một cơ hội tốt mà, hơn nữa ở đó cũng không phải có mỗi mình Tần Dư mà còn có rất nhiều thanh thiếu niên bằng tuổi em ấy. Nữa, Tần Dư không phải người nhỏ nhất ở đó đâu, người nhỏ tuổi nhất là một cô bé 8 tuổi cơ. Tần Dư không thể kém hơn cô bé 8 tuổi đúng không? Tần Dư vừa nghe lời này, ý chí chiến đấu lập tức bùng lên, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói anh không cần dùng phép khích tướng, không có tác dụng với em đâu. Hơn nữa, em chỉ là đi rèn luyện, không phải đi so với người ta." Cậu nhìn sang mẹ Dung, "Thím ơi, thím yên tâm, cháu không sợ khổ đâu, chỉ là đi một khoảng thời gian ngắn rồi, trước khi khai giảng sẽ sớm trở về." Mẹ Dung cũng biết để cho cậu bé vào bộ đội rèn luyện là chuyện tốt. Hơn nữa Tần Dư suốt ngày chỉ ở nhà, cũng chẳng có bạn bè gì, nếu cho cậu vào bộ đội, có khi sẽ trở nên hoạt bát hơn không chừng. "Được rồi, chờ cháu trở về thím làm đồ ăn ngon cho cháu dạ tần dư gật đầu tần chân thấy vậy liền nói ngày mai anh sẽ đến đón em nhớ dậy sớm nhé 5 giờ chúng ta xuất phát mẹ dung có chút kinh ngạc sớm như vậy sao nhưng mà bà cũng không dị nghị gì nghĩ lại thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bộ đội thật sự có chút sớm tần dư gật đầu em biết rồi thím cháu về trước nhé tần chân giao việc xong cũng không ở lại thêm nữa ăn cơm xong thì về nhé mẹ dung bảo Tần Chân lắc đầu cự tuyệt, "Không được, tối nay cháu còn có việc, ở đây không tiện, để lần sau đi." "Phải rồi, còn dưa hấu không cho cháu xin một quả?" Mẹ Dung nhìn tầm mắt anh ấy dính chặt lên mấy quả dưa hấu để ở bên kia thì lập tức nói, "Còn chứ, để thím đi lấy cho." Thời khắc Tần Chân nghe thấy bà đồng ý thì khóe miệng nhếch lên tràn ngập sự vui sướng. "Thím, không cần đâu, tự cháu qua lấy là được. Anh ấy đặc biệt thèm loại dưa này, bởi vì nó ngon cực 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 kỳ." anh cũng có ăn qua dưa người khác mua cho nhưng những quả đó không có hương vị tuyệt vời như dưa ở bên này ăn một miếng liền nhớ mãi không quên mẹ dung không phải sợ anh ấy không lấy được mà là sợ tay chân anh ấy vụng về mà giẫm nát mấy quả dưa đến lúc đó bà biết tìm ai bắt đền dung văn minh cũng có hơi khẩn trương lúc dọn sang bên tứ hợp viện này điều làm ông cảm thấy vui vẻ nhất đó là con rể có là một cái mảnh vườn trồng dưa nho nhỏ thậm chí còn có mấy luống dưa đã chín ông cực kỳ trân trọng cái mảnh vườn này còn đang nghĩ bụng sẽ trồng thêm mấy loại rau gì đó ở phần đất trống ít ỏi bên cạnh. Cho nên ông rất sợ tần chân không chỉ dẫm hỏng mấy luống dưa nhà mình, mà thuận tiện còn mang theo ít đất ở vườn của ông đi mất. Hai mắt khẩn trương nhìn chăm chăm, cũng may tần chân chọn rất nhanh, nháy mắt đã hái được một quả. Anh ôm dưa hấu, mặt đầy tươi cười, chú, thím vậy cháu đi đây, được, mẹ dung lúc này không giữ anh ấy lại nữa, cũng không tính ra vẻ khách khí mời anh ấy vặt thêm mấy quả về ăn thật sự dưa chỉ còn mấy quả mà thôi, coi như là bà keo kiệt đi, tần chân ôm theo dưa hấu mỹ mãn rời đi, chương 463, lúc này, Dung Văn Minh mới lộ ra biểu tình đau lòng, ông đi lên đếm đếm, ai, còn có 5 quả thôi, Dung Yên nhìn bộ dáng đau lòng của ông thì không khỏi bật cười, ba, ba đừng đau lòng nữa, người bán dưa kia bảo với tần giã là dưa này ăn xong vẫn có thể ra quả tiếp đấy. Mặc dù cô có trộn một ít đất đen vào đây, nhưng ở ngoài này không giống như môi trường trong không gian, cho nên tốc độ sinh trưởng không hề quá nổi bật chút nào. nhưng cho dù như vậy thì tốc độ của nó vẫn sẽ nhanh hơn bình thường nhiều, ra hoa kết trái cũng nhiều hơn. thật sao? mặc dù dung văn minh chưa từng trồng dưa hấu, nhưng ông cũng biết một chuyện: lứa sau vĩnh viễn không ngon bằng lứa đầu, tần giá chỉ có thể gật đầu. đúng vậy, mẹ dung, được rồi, đừng động đến luống dưa nữa. ngày mai đi mua cho ông thêm ít hạt giống về gieo. sau này ông lại có việc để làm. Được, vậy ngày mai đi mua. Dung Văn mình rất thích làm mấy công việc nho nhỏ này. Dù sao bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi, ở nhà cũng chỉ còn chút trò tiêu khiển này, chỉ tiếc đất thừa quá ít, cố tận dụng thì cũng chỉ được có một phần như này. Mẹ Dung nhìn thời gian không còn sớm nữa liền bảo, tôi đi nấu cơm, tần giã lập tức tiến lên, mẹ, để con phụ cho, mẹ Dung lập tức rua tay, không cần, con cứ làm việc của con đi, nhà mới có nhiều chỗ cần phải thu dọn chỉnh sửa lại mẹ nấu cơm một lát là xong mà không cần ai giúp đâu vốn dĩ tần mai tính đi theo nhóm lửa cho bà nghe được lời này bèn đứng im dung yên nhìn sang phía tần mai em đi thu dọn phòng của mình đi ngày mai tần dư đi rồi thì mai chị sẽ bắt đầu dạy em vẽ tranh luôn đôi mắt tần mai sáng lên thật sao chị dung yên gật đầu đương nhiên là thật chị dâu em đã bao giờ nói dối em chưa sự vui mừng của tần mai đều hiện hết lên trên khuôn mặt nhỏ ban đầu chị dâu muốn dạy cô về thảo dược này kia nhưng cô bé không có quá nhiều hứng thú đối với lĩnh vực này nhưng tần mai thích vẽ tranh cho nên thời điểm dung yên hỏi cô bé thích gì thì cô bé đã nói muốn được chị dâu dạy vẽ tranh cho không ngờ chị dâu đồng ý cực kỳ sảng khoái cảm ơn chị dâu vậy em đi về phòng sắp xếp lại đồ vật cô bé quay trở về phòng mình đến những bước chân nhỏ cũng mang theo sự vui sướng tần dư đứng ở đây cũng không có việc gì đành mình lộc vậy em đi sắp xếp hành lý dung yên gọi cậu lại khoan đã chị cho em cái này Tần Dư có hơi tò mò. Cái gì? Dung Yên cũng không lập tức trả lời, mà nói: "Chờ ở đây, chị đi lấy đồ ra." Nói xong cô liền quay về phòng mình. Qua mấy phút, Dung Yên cầm một cái túi đi ra ngoài, đưa cho Tần Dư: "Đây là cái gì?" Tần Dư cực kỳ tò mò. "Bên trong có thuốc cầm máu, thuốc trị thương, mỗi loại một bình, nếu bị thương thì cứ trực tiếp bôi lên là được. Một lọ khác là thuốc bổ, cái này có ích cho thân thể của em, mỗi ngày trước khi ngủ thì ăn một viên." chị dùng mấy loại thuốc khá quý chế thành thuốc viên cho em đấy. Đừng lãng phí, tần dư, mặc dù túi thuốc rất nhẹ, nhưng sao cậu ấy có cảm giác nó lại nặng ngàn cân nhỉ? Vì thế cậu cực kỳ nghiêm túc gật đầu, em sẽ không lãng phí, thuốc viên của chị dâu đều là bảo bối chính hiệu đó. Cậu xoay người chạy về phòng. Đột nhiên, có chút cảm giác không nỡ rời đi thì phải làm sao? Buổi tối mẹ dùng nấu một bàn đồ ăn phong phú, có sắc có hương, nhìn qua lập tức khiến người ta thèm nhỏ rãi mẹ Dung không ngừng gắp đồ ăn cho Tần Dư. Tiểu Dư, ăn nhiều một chút, sang ngày mai là sẽ không được ăn đồ bà nấu trong một khoảng thời gian rồi. Đương nhiên những lời này bà chỉ nghĩ ở trong lòng, không nói ra ngoài, sợ nói ra lại làm ảnh hưởng tâm tình của cả nhà. Cô à, được rồi mà, cứ để cháu tự gắp. Tần Dư có hơi bất đắc dĩ nhìn cái bát nhỏ của mình nhanh chóng chất đầy một núi đồ ăn nho nhỏ. Lòng nhiệt tình này cậu có chút đỡ không được. Được, vậy cháu ăn đi, mẹ Dung thực sự rất thích Tần Dư cảm thấy cậu bé này cần mẫn lại rất có tương lai sau đó bà lại gắp đồ ăn cho tần mai tiểu mai cũng ăn nhiều một chút dạ cảm ơn thím thanh âm của tần mai vĩnh viền đều mang theo ngượng ngùng cùng một chút dịu dàng nhàn nhạt, nhạt đây là bữa cơm đầu tiên của bọn họ tại tứ hợp viện ăn cơm xong cả nhà ngồi lại ở trong sân nói chuyện hóng gió viện này rộng thật rộng như vậy rất tốt dung văn minh thực sự rất thích tòa tứ hợp viện có hai sân này diện tích lớn phòng ở cũng rất lớn chỉ có thể nói, mặc dù tiền mua khá đắt, nhưng cũng rất đáng giá. Cho dù sau này Tần Dư có tính kết hôn đi nữa thì cả nhà thằng bé ở đây cũng không có vấn đề gì. Lời này của ông nhận được sự đồng ý của cả nhà. Mọi người đều rất thích căn tứ hợp viện này. Dung Yên thầm tính ở trong lòng nếu có cơ hội cô lại mua thêm mấy tòa nữa. Chuẩn bị trước cho Tần Dư tần mai. Đêm xuống, trời phủ sắc đen, Tần Giã có hơi đứng ngồi không yên. Anh khẽ sờ mà lôi kéo mở u bàn tay của vợ mình. Dung Yên hỏi anh. Làm sao vậy? Tần giã, chương 464, cũng không thể bắt anh ở trước mặt nhiều người như vậy nói đã đến lúc phải về phòng nhỉ. Không có việc gì, nãy anh thấy trên tay em có mũi, nên vỗ hộ, người ngày thường không biết nói dối, bây giờ bởi vì lời này mà cảm thấy thật xấu hổ. Dung Yên nhìn thoáng qua biểu tình của anh, sao có thể không đoán ra được suy nghĩ thật sự của ai đó kia chứ? Nhưng mà hiện tại cô cũng không muốn quay về phòng, dù sao ở trong phòng lại không mát bằng ở ngoài này cho nên Dung Yên làm như mình không biết gì, ngược lại còn say anh. Tần giã, anh đi lấy quả dưa hấu ngâm ở giếng qua đây đi. Em nghĩ là đủ lạnh rồi đấy. Được, tần giã đứng dậy, sau đó anh cầm lấy sợi dây treo bên cạnh. Chậm rãi kéo cái xô đựng dưa lên, chờ anh vớt dưa ra xong liền đặt lên trên bàn đá. Mà trong lúc anh đi vớt dưa thì tần dư đã sớm nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy đê. a à, o oh rồi, anh, để em bổ cho, tần dư muốn bổ, tần giã liền đứng sang bên cạnh nhường cho cậu chờ cậu cắt dưa thành từng miếng nhỏ xong thì anh lập tức đưa hai miếng sang cho cha mẹ vợ ăn trước miếng thứ ba anh mới đưa cho vợ mình dung yên ăn dưa hấu trong lòng thực sảng khoái quả nhiên dưa hấu đặt ở trong giếng nước ngon hơn dưa ở trong tủ lạnh nhiều mẹ dung liếc mắt nhìn cô một cái, vậy con còn mua tủ lạnh làm gì đương nhiên là vì nó có thể cất đồ ăn rồi mẹ con thấy lúc nãy mẹ đi cất đồ ăn thừa của buổi tối vào tủ còn rất vui vẻ mà Ai lại dám chê tủ lạnh không tốt chứ? Hơn nữa, hôm nay mẹ kiếm được đủ mặt mũi nha. Con thấy lúc mẹ giới thiệu cái tủ lạnh cho Thím Kim thì miệng cười tươi đến mức không khép lại được. Luôn, mẹ Dung, nếu hôm nay không phải ngày đại hỷ thì nhất định bà sẽ cho con nhãi này biết thế nào là lễ độ. Nhưng mà dưa hấu ăn ngon thật. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cả nhà đồng thời dừng lại nhìn ra ngoài. Ai lại qua đây muộn như vậy? Mẹ Dung khó hiểu, liền đứng dậy, để mẹ ra nhìn xem. Vốn tưởng là người của Tần gia, không ngờ bên ngoài lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. "Xin hỏi, cháu tìm ai?" Minh Lệ Bình đã đoán ra được thân phận của người trước mắt. Cô ta bất động thanh sắc mỉm cười, "Chào thím ạ, à, cháu sống ở nhà bên cạnh, hôm nay nghe nói mọi người chuyển đến đây nên có mang ít quà sang chào hỏi." "A, à, cái này, cháu qua khách khí rồi, không cần đâu." Mẹ Dung ngốc lăng, lúc này bà mới chú ý đến trên tay cô gái kia cầm một chậu cây nhỏ rất đẹp. Cũng không phải món gì quý giá lắm, chỉ là bồn hoa nhỏ thôi. Chúc mọi người tân gia vui vẻ, Minh Lệ Bình trực tiếp đặt bồn hoa vào trong tay mẹ Dung, còn chưa kịp phản ứng lại. Nói tiếp, vậy cháu không làm phiền thím nữa. Nói xong câu đó liền trực tiếp quay về nhà, mẹ Dung còn muốn trả đồ lại, nhưng người ta đi mất rồi. Chuyện này làm cho bà không biết nên phải làm thế nào trong nhất thời. Hàng xóm bên này ai cũng nhiệt tình như vậy sao? Đóng cổng lại, ôm bồn hoa quay về sân, bởi vì đây là tứ hợp viện hai sân, từ bên ngoài vào trong viện còn có một cái phòng nhỏ chắn ở bên ngoài nữa cho nên người ở trong viện cũng không nhìn thấy được tình hình ở bên ngoài thế nào chỉ là khi cả nhà nhìn thấy mẹ dung quay lại còn ôm thêm một bồn hoa nhỏ ở trên tay đều có chút ngoài ý muốn mẹ yên yên ai cho bà bồn hoa này vậy dung văn minh hỏi mẹ dung hàng xóm cách vách nhà mình là một cô gái cô ấy bảo tặng chúng ta cái này mừng tân ra tôi còn chưa kịp từ chối thì cô ấy đã để lại đồ xong đi mất rồi giờ phải làm sao dung văn minh cũng rất kỳ quái cách vách ai nhỉ không biết không có nói tên nhưng mà người đi mất rồi. Lúc này Dung Yên thò lại gần, cô vừa nhìn thấy bồn hoa nhỏ lập tức liền nheo mắt lại. Mẹ Dung thấy thần sắc này của con gái, tức khắc liền cảm thấy khẩn trương. Yên yên, có vấn đề gì sao? Dung Yên nói, bồn hoa này rất quý. Mẹ, mẹ đưa cho con đi, con đi trả lại người ta. Mẹ Dung vừa nghe lời này, vội vàng đưa bồn hoa cho con gái. Đây, hình như là cái việc ở bên trái nhà chúng ta ấy. Dung Yên gật đầu, tần giã cảm thấy không yên tâm anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô anh đi cùng em dung yên nhìn anh một cái cũng được đi thôi hai người cùng nhau đi ra ngoài thời điểm đi đến trước cửa tòa tứ hợp viện cách vách tần giã lịch sự tiến lên gõ ba cái nhưng hai người đứng gõ đến vài lần cũng không thấy có ai ra mở tần giã cau mày lại vợ ơi hình như không có ai dung yên nhấn mày anh gõ thêm lần nữa đi tần giã nghe lời gõ cửa thêm một hồi nhưng kết quả vẫn giống như cũ bên trong không có một chút động tĩnh nào hẳn là không có ai rồi. Dung Yên nói nếu như vậy thì thứ này không rõ lai lịch. Chúng ta không thể nhận được. Tốt nhất là mang đến đồn công an đi. Anh về lấy xe đạp đi. Việc này vẫn nên để cô tự mình đi qua mới có thể trình bày rõ được. Tần giã gật đầu. Ừ, sau đó anh xoay người đi về lấy xe đạp. chương 465, về tới tứ hợp viện. Lúc chuẩn bị đẩy xe đạp ra ngoài thì mẹ Dung nhìn thấy anh. Bà vội vàng hỏi, tiểu tần, con đang tính đi đâu vậy? bồn hoa kia đã trả lại cho người ta chưa? Chưa mẹ ạ, à, cách vách nhà mình không có ai ở cả. Yên Yên nói đồ vật không rõ lai lịch tốt nhất là nộp lên đồn công an cho yên tâm. Mẹ, chúng con đi qua đồn công an một chuyến, có thể sẽ về hơi muộn xíu, mọi người không cần chờ đâu. Nhớ đi ngủ sớm, mẹ Dung, trời, nộp lên đồn công an sao? Chỉ là một chậu cây cảnh mà thôi, cần đến mức đó sao? Chờ ngày mai lại mang qua trả không phải là được rồi à? Nhưng con rể đã đẩy xe đạp rời đi rồi bà muốn nói cũng không kịp nữa. Mẹ Dung sửng sốt một hồi, sau đó mới quay đầu nhìn về phía bạn già, vẻ mặt úp dầu, ông này, có phải chúng ta đang làm chuyện bé xé ra to không? Đều là hàng xóm láng giềng, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, còn đưa đồ người ta tặng lên đồn công an, có phải có hơi quá đáng rồi không? Chuyện này em đừng quản nữa, yên yên làm như vậy thì chắc chắn là con bé có lý do. Dung Văn Minh không quan tâm đến chuyện này, hơn nữa, hàng xóm bình thường có tặng đồ đắt tiền như vậy không nhà họ tần có địa vị không tầm thường cho dù là từng đường kim mũi chỉ thì chúng ta cũng phải suy nghĩ nhiều hơn chú ý nhiều hơn nếu tất cả bọn họ đều không biết người đó là ai vậy đang yên đang lành thì tại sao người ta lại muốn tặng những thứ đắt tiền như vậy cho bọn họ mẹ dung không nói nữa bởi vì những gì chồng bà ấy nói đều rất đúng nếu như bà ấy vô tình gây ra chuyện gì đó vậy mới là không tốt dù sao bà ấy cũng không thông minh bằng con gái mình cho nên điều con gái muốn làm chắc chắn đều là đúng đắn được rồi nếu như em lo lắng dù sao hôm nay cũng không ngủ được vậy em ngồi ở chỗ này một lát đợi con gái và con rể về rồi hỏi được mẹ dung gật đầu nhưng mà bà ấy thật sự hối hận anh nói xem sao em lại phản ứng chậm như vậy nếu như lúc đó trả lại cho người ta luôn không phải không có chuyện gì rồi sao dung văn minh thấy vợ mình đang tự trách liền an ủi vài câu em cũng không ngờ tới chuyện này mà được rồi em đừng nghĩ tới người này nữa, dù sao thì Yên Yên và Tần Giã sẽ xử lý ổn chuyện này. Đồn cảnh sát cách đây rất gần, Dung Yên và Tần Giã đến nơi một cách nhanh chóng, mặc dù giờ này rất nhiều cảnh sát đã tan tầm, nhưng vẫn có người trực ban, khi nhìn thấy đôi nam nữ này đi vào, viên cảnh sát trực ban có chút kinh ngạc, vội vàng bước tới hỏi, xin hỏi hai đồng chí, có chuyện gì sao, xin chào, là như thế. Hàng xóm nhà tôi cầm cái chậu cây này sang nhà tôi nhưng lúc đó mẹ tôi vẫn chưa hiểu là chuyện gì, người đó đã đi rồi, khi chúng tôi đi trả lại thì nhà bên cạnh không có ai cả. Viên cảnh sát trực ban nghe vậy có chút bối rối, chẳng qua chỉ là một chậu cây thôi mà, ngày mai trả lại không phải được rồi sao, sao còn phải đưa đến đồn cảnh sát, chậu hoa này có vấn đề gì sao, viên cảnh sát vẫn hỏi một câu, dung yên gật đầu, đương nhiên là có vấn đề, thứ nhất chậu cây này rất đắt tiền, gọi là ngũ trăm tùng, giá thị trường không dưới 500 đồng đâu. Viên cảnh sát trực ban nghe vậy thì hít một hơi, chẳng phải số tiền này gần bằng nửa năm tiền lương của anh ấy sao? Với anh ấy mà nói, chậu cây này thật sự rất quý giá, cô vừa mới nói thứ nhất, còn thứ hai thì sao? Thứ hai, cái chậu hoa này có vấn đề, có đồ trong đất, ánh mắt của viên cảnh sát đang trực ban đột nhiên trở nên sắc bén hơn. Trong đất này có thứ gì vậy? Dung Yên không muốn tự mình đào nó, cho nên cô đã nhờ tần giã làm việc đó. Tần giã, anh đào từ chỗ này xuống chắc chắn dưới đáy sẽ có vật gì đó sau đó cô ngẩng đầu nhìn cảnh sát trực ban đồng chí địch đào luôn ở ngoài này sao nếu không ngày mai người ta chơi xấu cắn ngược lại thì phải làm sao đây anh phải nhìn cho kỹ đó chúng tôi chưa từng đụng đến đất ở trong chậu cây này cảnh sát trực ban khả năng tự bảo vệ của cô khá tốt đó được rồi đi theo tôi đương nhiên là toàn bộ đồn cảnh sát không chỉ có một mình anh ấy anh ấy đưa hai vợ chồng tần dã đến thẳng văn phòng tiểu vương sao vậy người hỏi là tề ngạn đội trưởng trực ban đội trưởng tề hai người này đem đồ đến đây nói rằng có vấn đề tề ngạn nghe xong lời nói của tiểu vương anh ấy nhìn hai người phía sau khi nhìn thấy bọn họ là ai thì có chút kinh ngạc tần giã tần giã nhìn anh ấy anh biết tôi à tề ngạn ho nhẹ một tiếng tôi biết anh tôi cũng sống trong đại viện bên kia anh ấy vốn muốn nói mình chính là bạn bè kiêm anh em của tần chân nhưng anh ấy nuốt ngược lời này lại vào trong bụng hỏi rằng có chuyện gì vậy? Chương 466. Không phải hôm nay hai người này mới kết hôn và chuyển đến nhà mới sao? Vì sao không đi động phòng, ngược lại lại chạy đến đồn cảnh sát bọn họ chứ? Tần Dã lặp lại những lời vợ anh vừa nói lúc nãy một lần nữa. Tề Ngạn có chút sửng sốt, sau đó anh ấy đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc đi đến trước mặt hai người. Anh ấy nhìn vào chậu cây, có lẽ những người khác không hiểu rõ, nhưng Tề Ngạn lớn lên ở đại viện, lại có hiểu biết rộng rãi, ngay lập tức anh ấy nhận ra rằng chậu cây này có trị giá ít nhất là 500 đồng. Không vì lý do nào khác, bởi vì cha anh ấy cứ nhắc mãi, nhưng lại nói đắt quá nên không mua. Anh nói nhà bên cạnh tặng cho anh chậu cây này sao? Nhà bên cạnh là ai? Hơn nữa còn có chôn gì đó trong đất à? Dung yên, tôi không biết nhà bên cạnh là ai, nhưng trong đất có thứ gì đó. Anh có thể đào ra xem thử. Lúc này, tần giã đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Cô gái kia có lẽ họ Minh, còn tên cô ta là gì? lúc đó anh không để ý nhiều cho nên cũng không nhớ anh vừa nói những lời này dung yên liền nhìn sang hỏi anh biết cô ta à tần giã sợ vợ hiểu lầm cho nên vội vàng giải thích lần trước anh đến tứ hợp viện dọn dẹp cô gái này đã xuất hiện một lần hình như cô ta cũng có nói tên của mình nhưng lúc đó anh lại không để ý đến cô ta người mẹ nói lúc tối chắc là cô ta rồi anh hoàn toàn không để tâm chuyện này cho nên không nói cho em biết vợ à anh không có ý giấu em đâu nếu không phải tối nay xảy ra chuyện này thì anh hoàn toàn không nhớ ra chuyện đó rồi dung yên nhìn vẻ mặt sốt ruột của anh nhướng mày cười nói không nhớ thì không nhớ em cũng có nói gì đâu tề ngạn ở bên cạnh chặc hình như em họ của tần chân rất sợ vợ mình không hổ là người có cùng dòng m á à, u với tần chân cả hai đều là những kẻ hèn nhát sợ vợ tôi sẽ điều tra người này là ai chúng ta xem thử trong đất có gì trước đã họ minh nếu đoán đúng chẳng lẽ là người phụ nữ điên khùng kia của nhà họ Minh sao? Suy nghĩ lại, khả năng cũng rất lớn, nhưng sao người phụ nữ điên này không đối phó tần chân, mà lại trêu chọc người em họ mới về nhà của anh ấy chứ? Chẳng lẽ người phụ nữ điên này không thể trả thù tần chân, cho nên mới dơ móng vuốt về phía em họ của tần chân sao? Dung Yên nhìn anh ấy một cái, sau đó gật đầu, anh đào đi, lần này cô không để tần giã đào nữa. Tề ngạn nhìn tiểu vương nói, cậu đi tìm dụng cụ đi chỉ cần có thể đào là được tiểu vương lập tức đáp lại một tiếng sau đó liền đi ra ngoài lúc này tề ngạn mới ngẩng đầu nhìn hai người sao hai người lại biết trong đất có thứ gì đó là ai phát hiện ra tôi tôi biết y thuật tôi có chút mẫn cảm với một số loại dược vật gì đó tuy rằng mùi rất nhẹ nhưng vẫn có thể ngửi ra được tề ngạn ngửi ra được sao chẳng phải cái mũi này còn mạnh hơn cả mũi chó sao anh ấy chưa kịp hỏi đó là cái gì thì đã thấy tiểu vương quay lại cái này được không một cái sẻng nhỏ, được, tề ngạn cầm lấy sẻng nhỏ, sau đó chậm rãi, cẩn thận đào từng chút đất ra ngoài, 5 phút sau, có thứ gì đó xuất hiện ở đáy chậu, tề ngạn lấy nó ra, cẩn thận xem xét, đây là cái gì, dung yên không lại gần, nhưng đôi mắt cô đang cẩn thận nhận diện, một lúc lâu sau, cô mới nói, đây là một nhánh dược liệu được ngâm trong nước thuốc, nếu em ngửi không lầm thì dược tính của thứ này rất bá đạo. Nếu người ba tháng có thể khiến người ta bị vô sinh. Ngay khi cô nói điều này thì tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Đặc biệt là Tần Giá, anh nhanh chóng kéo vợ mình ra phía sau. Vợ, em tránh xa ra một chút. Lúc nãy khi đến đồn cảnh sát, vợ anh đã ôm thứ này suốt cả đường. Chuyện này sẽ không sao đó chứ. chương 467, Dung Yên nhìn ra được sự lo lắng của Tần Giá. Lập tức nói, chỉ ôm một khoảng thời gian ngắn như vậy thì em không sao. Tần Giá vẫn không yên tâm, vẻ mặt tề ngạn nặng nề. Nhìn Dung Yên, những gì cô nói là thật à. Dung Yên gật đầu, đương nhiên là thật, sao tôi có thể nói đùa chuyện này được chứ? Hơn nữa, chuyện này không phải chỉ tôi nói suông là được, anh có thể tìm người kiểm tra mà. Lúc nãy cô không hề ngửi thấy vấn đề gì, cô chỉ cảm thấy bồn hoa này có vấn đề, nhưng mà thật sự không ngờ lại là thứ có thể gây vô sinh. Người kia có thù oán gì với cô vậy, vậy mà lại tặng thứ này đến nhà cô? Hơn nữa, người phụ nữ kia quen biết cô sao? Hay là quen biết Tần Giá à? Chẳng lẽ cô ta thích Tần Giá? cho nên mới làm vậy sao? Cô không có nhiều suy đoán gì về chuyện sau đó, mà cô không muốn nghĩ sâu thêm. Chủ yếu là vì chuyện này chẳng hề có ý nghĩa gì với cô cả. Tề Ngạn gật đầu. Cho dù Dung Yên không nói gì thì anh ấy cũng phải tìm người kiểm tra. Hai người nói tình huống cụ thể cho tôi nghe đi. Tần Giá đúng như những lời tôi vừa mới nói. Tề Ngạn, vậy được rồi. Hai người về trước đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ tìm hai người. Anh ấy tự mình điều tra thì vẫn tốt hơn. Nhưng mà chuyện khiến anh ấy cảm thấy kỳ lạ nếu như cái chậu hoa này thật sự do Minh Lệ Bình tặng. Cô ta trắng trợn vậy sao? Không sợ xảy ra chuyện à? Trước nay chưa từng thấy cô ta ngu ngốc như vậy đâu. Làm chuyện này, không phải hủy tương lai của cô ta rồi sao? Được, Tần Giã đáp lại, sau đó quay đầu nhìn vợ anh. Vợ, chúng ta về nhà thôi. Ừm, Dung Yên xoay người đi ra ngoài. Tề ngạn nhìn hai người rời đi, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Mới quay đầu lại nói, tiểu vương, thu dọn nơi này lại đi đổ đất vào lại trong chậu. Còn nữa, cầm thứ này đi kiểm tra. Tiểu vương lập tức gật đầu. Được, anh ấy nhanh chóng đổ đất vào lại trong chậu. Cố gắng hết sức để trồng lại cái cây nhỏ trị giá nửa năm tiền lương đó. Sau đó anh ấy lấy chổi quét đi phần đất còn sót lại trên mặt đất. Tề ngạn không vội đi tìm Minh Lệ Bình. Dù sao Minh Lệ Bình không thể chạy trốn. Anh ấy phải lấy kết quả kiểm tra trước mới được. Hơn nữa, căn nhà kia có phải là của Minh Lệ Bình không thì đó mới là chuyện anh ấy muốn điều tra bây giờ. Bên này, tần giã và dung yên trở về nhà lúc bọn họ đi ngang qua cửa căn tứ hợp viện kia tần giã liếc một cái ánh mắt cực kỳ lạnh lùng mẹ dung đang ngồi quạt mát ngoài sân nghe thấy tiếng động của xe đạp ở bên ngoài bà ấy lập tức có tinh thần chắc chắn là hai đứa nó về rồi bà ấy chưa kịp đứng dậy đi đón thì đã nhìn thấy con gái và tần giã dắt xe đạp vào sân vì vậy bà ấy vội vàng hỏi sao rồi cái chậu cây đó thật sự có vấn đề gì à dung văn minh cũng nhìn thấy sắc mặt của con rể không tốt ông ấy không nhịn được hỏi một câu, thật sự có vấn đề sao? Tần giã gật đầu, Dung Yên không giấu giếm chuyện này với hai người, chủ yếu là để bọn họ có tâm phòng bị người khác. Suy cho cùng, không thể có tâm hại người khác, nhưng cũng không thể không có tâm phòng bị người khác, đặc biệt là người lạ. Vì vậy cô kể lại rõ ràng mọi chuyện, Dung Văn Minh sửng sốt, sau khi sửng sốt, mẹ Dung rất tức giận, nhất là khi nghe chuyện thứ xấu xa kia có thể gây vô sinh. Cơn tức giận của bà ấy lên đến đỉnh điểm. Tại sao người phụ nữ đó lại độc ác như vậy chứ? Chúng ta trêu chọc hay làm gì cô ta rồi vậy? Sao cô ta lại nghĩ ra và làm chuyện này chứ? Bà ấy thật sự không thể hiểu đây là thủ oán gì, mà lại có thể sử dụng một phương pháp bỉ ổi như vậy. Ôi trời ơi, bà ấy thật sự cảm thấy lúc trước mình sống thật uổng phí. Sống lâu như vậy, chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có người ác độc như vậy. Có thể làm ra chuyện ác độc đến như vậy. Chương 468. Nghĩ đến chuyện vì sơ suất của mình mà xém chút nữa hại con gái bà ấy thật sự không nuốt được cục tức này không được mẹ sẽ đi tìm cô ta dung yên vội vàng tóm lấy người đang định lao ra ngoài mẹ mẹ đừng đi nhà bên cạnh cũng không có ai mẹ có đi cũng vô ích hơn nữa chuyện này cứ giao cho đồn cảnh sát xử lý chúng ta đừng rút dây động rừng vẫn nên chờ xem kết quả giải quyết đi mẹ dung nghe lời con gái nói tuy rằng bà ấy không lao ra ngoài nhưng trong lòng bà ấy vẫn rất tức giận nhìn thấy bà ấy như vậy dung yên sợ bà ấy sẽ nổi giận cho nên liền nháy mắt với cha cô. Cha, giờ cũng muộn rồi, ngày mai Tần Dư phải dậy sớm. Cha mẹ mau đi ngủ trước đi. Dung Văn Minh nhanh chóng nói với người vợ đang vô cùng tức giận của mình. Mẹ yên yên, yên yên nói rất đúng. Em tự mình tức giận như vậy làm gì chứ? Em tức giận ảnh hưởng sức khỏe còn không phải sẽ khiến yên yên hao tâm tốn sức sao? Chuyện này không ổn đâu. Ngày mai, anh sẽ đi cùng em đến đồn cảnh sát hỏi thăm tình hình. Bây giờ về phòng đi. Ngày mai Tần Dư đi sớm như vậy, em nỡ lòng để thằng bé bụng đói mà đi sao nghe những lời này cơn giận của mẹ dung đã giảm đi một chút thật ra bà ấy còn tự trách mình nhiều hơn nếu không phải do bà ấy phản ứng quá chậm lại còn bất cẩn như vậy sao người khác có thể lợi dụng bà ấy chứ được rồi mọi người đi ngủ sớm đi hôm nay là một ngày vui lớn dừng để những người không biết từ đâu ra kia làm ảnh hưởng tâm trạng nữa dung yên không hề bị ảnh hưởng tâm trạng của cô vẫn luôn không tệ lắm đi thôi chúng ta cũng về phòng thôi ngón tay cô nắm lấy ngón tay tần giã sắc mặt tần giã nóng lên sự tức giận ban đầu liền biến mất ngay lập tức được hai người cùng nhau trở về phòng tần giã nhìn dung yên ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu hơn nhiều trong lòng không khỏi kích động vợ từ nay về sau nhà của chúng ta thật sự sẽ ở đây sau này bọn họ sẽ định cư ở thành phố này đi học đi làm rồi sinh ra những đứa con xinh xắn thuộc về hai người bọn họ dung yên cũng rất hài lòng với căn nhà này sau này gặp được có thể mua thêm vài căn nhà như thế này nữa được đến lúc này tất cả mọi việc tần giã đều nghe theo cô cho dù cô muốn có những ngôi sao trên bầu trời vợ em đi tắm trước đi em vào không gian tắm rửa đây nói xong cô biến mất ngay tại chỗ tần giã không nhịn được nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng anh cũng không lãng phí thời gian anh cầm quần áo đi vào phòng tắm của bọn họ để tắm rửa dùng yên hái một quả dưa chuột từ trong mảnh đất đen rồi ăn cũng không vội ra ngoài mà ngâm mình trong bồn tắm của biệt thự tuy tốn rất nhiều tiền nhưng thật sự rất có cảm giác hưởng thụ không có nơi nào thoải mái hơn biệt thự của cô lúc trang trí khắp nơi toàn bộ đều dựa theo sở thích của cô những thứ được dùng đều là sản phẩm cao cấp đối với cô mà nói đây là bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại của cô trong cuộc sống hiện đại nửa tiếng sau cô rời khỏi không gian phát hiện tần giã đang nằm trên giường đọc sách sau khi nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện anh đặt cuốn sách trong tay xuống vợ ơi mắt anh dán chặt vào tóc cô bởi vì mùi hương thoang thoảng thoang thoảng thật dễ chịu dung yên đi tới nằm xuống lúc này cô đang mặc đồ ngủ tần giã lập tức ôm vợ vào lòng bởi vì hôm nay là ngày động phòng của hai người bọn họ có thể coi là một ngày trọng đại nói chung ngày này dùng để bù đắp cho những thiếu sót trước đó dung yên vốn muốn nói nóng quá nhiệt độ cơ thể của anh thật sự quá cao nhưng nghĩ về ngày hôm nay cô không nói ra lời này đương nhiên ngay trong khoảng thời gian do dự ngắn ngủi của cô môi cô liền bị chặn lại dù nhiệt độ trong đêm hè có cao đến đâu, vậy thì cũng không thể ngăn cản niềm đam mê nghiên cứu nguồn gốc hạnh phúc của con người của hai vợ chồng. Họ, chương 469, bên này Tần Chân có việc bận rộn đến hơn 10 giờ. Mới vừa đến trước cửa nhà lúc đang chuẩn bị đi vào, anh ấy nghe thấy có tiếng gọi anh ấy, "Tần Chân, Tần Chân", nghe thấy giọng nói này có chút quen, liền quay đầu lại, "Là anh à, sao nửa đêm lại đến chặn tôi làm gì?" Tề ngạn tiến lên, "Không phải chặn anh, đúng lúc tôi tan làm về nhà." nhưng mà đúng là tôi đang tìm anh tần chân kỳ lại tìm tôi có chuyện gì tề ngạn nhìn anh ấy một cái hỏi anh có biết hàng xóm ở bên cạnh nhà em họ của anh là ai không cái này thì sao tôi biết được đến đó vài lần cũng chưa gặp người nào hơn nữa không việc gì thì tôi hỏi thăm hàng xóm người ta làm gì tần chân nghi ngờ nhìn anh ấy nửa đêm anh lại đi hỏi cái này là hàng xóm đó có vấn đề gì sao tề ngạn không trả lời anh ấy mà hỏi lại vậy anh có biết bên trái gian tứ hợp viện chính là minh lệ bình ở không tần chân vừa nghe thấy cái tên này thì mày anh ấy trực tiếp nhíu lại anh nói là nhà của minh lệ bình ở cạnh bên nhà tần giã sao chuyện này không thể nào nhà họ minh sẽ mua một tứ hợp viện cho cô ta sao căn tứ hợp viện này lại không hề rẻ chút nào lúc trước anh ấy dẫn theo tần giã đi mua cũng xem như là nhặt được của hơi. tề ngạn anh đừng không tin căn nhà đó chính là minh lệ bình đang ở tôi mới điều tra ra lúc tối Tần chân vô cùng chán ghét cái tên này đấy. Không đúng, anh điều tra cô ta làm gì? Ngay sau đó anh ấy nheo mắt lại, chẳng lẽ cô ta tìm mấy người tần giá gây chuyện sao? Tề ngạn cười nói, xem ra độ nhạy bén của anh không hề giảm. Buổi tối, em họ và em dâu họ của anh giao đến đồn công an một chậu hoa trị giá 500 đồng. Chậu hoa này lại do hàng xóm của họ tặng, lúc đó người nhận là mẹ vợ của em họ anh, bà ấy còn chưa kịp trả lại thì người đó đã đi rồi. Vì thế em họ anh và vợ của cậu ấy mới đưa đồ đến đồn công an. Tần Trần nghe đến đây thì sắc mặt của anh ấy đã rất khó coi. Hơn nữa, anh ấy cũng nhận ra có gì đó không ổn. Có phải thứ này còn có vấn đề gì khác hay không? Tề Ngạn nhìn anh ấy với ánh mắt tán thưởng, không sai, theo như vợ của em họ anh nói, món đồ đó có khả năng gây vô sinh, tuy nhiên, chúng tôi cũng không thể chỉ nghe lời từ một phía của cô ấy nên đã đưa đi xét nghiệm. Phải chờ đến ngày mai mới có kết quả xét nghiệm lúc này mặt của tần chân đã đen kịt lại rồi lửa giận trong lòng anh ấy đã lên tới cực hạn nếu là em dâu tôi đã nói vậy thì chuyện này chắc trăm phần trăm không chạy đâu được tuy là tề ngạn cũng thừa nhận như vậy nhưng anh ấy nói phải có chứng cứ sao anh lại nói như vậy y thuật của cô ấy rất tốt viên thuốc bồi dưỡng cơ thể mà gần đây ông cụ nhà các anh uống chính là do cô ấy điều chế anh nói cô ấy sẽ phán đoán sai sao tề ngạn ông nội anh ấy uống thuốc bồi dưỡng cơ thể vì anh ấy lo lắng nên đã trộm hai viên đi xét nghiệm. Kết quả xác thực là không có vấn đề, phải nói đây là loại đặc biệt tốt cho cơ thể. Hơn nữa, sau khi ông cụ uống xong thì hiệu quả thực sự rất rõ ràng. Hiện giờ ông cụ xem thuốc đó như là bảo bối, quan trọng nhất chính là sau khi biết anh ấy trộm đi hai viên thì gần như ông ấy luôn khóa chúng trong ngăn tủ. Y thuật cô ấy cao minh như vậy sao? Tần Chân hừ lạnh một tiếng, tin hay không thì tùy, dù sao ngày mai anh xem kết quả xét nghiệm là biết. Đúng rồi, anh không nói với ai chuyện đi xét nghiệm đúng không tề ngạn biết điều anh ấy muốn nói là người nhà họ minh có biết hay không vì thế liền lắc đầu không có chỉ có đồng chí trực ban buổi tối biết thôi vậy chờ có chứng cứ rồi nói sau hiện giờ cứ như vậy đi tần chân không định làm ầm ĩ chuyện này vào tối nay tề ngạn cũng hiểu rõ ý của anh ấy nhiều năm ăn ý cũng không phải là nói đùa vậy tôi về trước sau khi tần chân nhìn anh ấy đi rồi lúc này mới bước vào sân trong lòng anh ấy thật sự bực bội rất muốn mắng người, người phụ nữ Minh Lệ Bình đó điên rồi sao? Tần giã và vợ cậu ấy có liên quan gì tới cô ta chứ? Sao lại đem đồ bị ổi thâm độc đó cho người ta chứ? Có phải cô ta bị bệnh nặng gì hay không? Anh ấy hít sâu một hơi để kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh một chút, anh ấy phát hiện có chỗ không ổn. Minh Lệ Bình tự mình tặng đồ tới cửa. Điều này tương đương với việc giao điểm yếu của mình vào tay người. Khác, cô ta lưỡng ngu ngốc như vậy sao? cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản ngày hôm sau sáng sớm thì tần dư đã dậy cậu ấy nhìn về phía nhà bếp sáng đèn liền đi qua thím cháu dậy vừa đúng lúc mau ngồi xuống ăn gì đi hôm nay mẹ dung nấu nước đường trứng cho cậu ấy bà ấy còn hấp bánh bao ăn chung với bánh bao thịt này cho no cảm ơn thím tần dư cảm thấy thím giống như là mẹ ruột cậu ấy cậu ấy thật sự thích gia đình này khiến cậu ấy có cảm giác ấm áp chưa từng thấy chuyện này có gì phải cảm ơn cháu mau ăn đi Thím gói thêm cho cháu mấy các bánh bao khác. Thím, cái này không cần, trời nóng như vậy thì rất dễ hư. Hơn nữa, anh họ cháu nói là đồ ăn trong quân đội đủ no rồi. Nghe nói sau khi ăn xong còn có chút trái cây. Mẹ Dung, đứa nhỏ này sẽ không bị anh họ cậu ấy lừa chứ? Nói đảm bảo no là tin, sau khi ăn xong còn được ăn trái cây. Chỗ nào tốt như vậy? Chương 470. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mẹ Dung lập tức nói với Tần Dư, "Tiểu Dư, cháu ăn từ từ." thím đi mở cửa chắc là anh họ cháu tới vốn dĩ tần dư định đứng dậy đi mở cửa nghe thấy câu này thì cậu ấy đành phải ngồi trở lại mẹ dung đi tới mở cửa ngoài cửa quả nhiên là tần chân thím chào buổi sáng mẹ dung rất nhiệt tình mau bước vào tiểu dư đang ăn sáng tôi cũng làm phần cho cậu vào đây cùng ăn đi bởi vì tần chân thật sự xem người nhà này là người trong gia đình vì thế liền không có chút khách sáo nào vậy được lúc anh ấy bước vào sân cũng nhìn thấy tần giã đi ra từ trong phòng thím thím cứ bận việc của thím trước cháu nói chuyện muốn nói với tần giã đương nhiên là mẹ dung tránh đi tần chân đi tới bên cạnh tần giã giọng anh ấy có chút nhỏ cái bồn hoa ngày hôm qua chỉ là anh ấy còn chưa nói xong tần giã đã trực tiếp cướp lời anh ấy có phải anh chọc tới người phụ nữ họ minh đó không tần chân có cần phải nhạy bén như vậy không a à, việc này nói ra thì rất dài tần giã mặt vô cảm nhìn chằm chằm anh ấy vậy nói ngắn gọn chỉ cần nói có hay không là được tần chân bị nghẹn một chút cuối cùng dưới ánh mắt sắc bén lạnh lùng anh ấy gật đầu gần như vậy trước đây cô ta muốn làm người yêu của anh nhưng anh không thích cô ta không biết sao ai biết cô ta lại có thể nổi điên tới tìm mọi người gây phiền phức anh ấy vốn tưởng rằng tần giã sẽ nói gì đó nhưng tần giã không nói một lời đi thẳng vào bếp thái độ này khiến tần chân hơi khó hiểu đây là ý gì không suy nghĩ nhiều anh ấy cắt bước cùng đi vào bếp mẹ dung nhìn thấy anh ấy bước vào thì nhiệt tình tiếp đãi hay là vào nhà chính ăn cơm đi không cần đâu ở đây cũng vậy tần chân tự tìm chỗ trống quen thuộc ngồi xuống mẹ dung lập tức mang lên cho anh ấy đây là hoành thánh nhỏ còn có bánh bao chỗ này là trứng gà cơm sáng đều phong phú như vậy sao đúng là anh ấy có kiến thức hạn hẹp rồi rõ ràng chất lượng cuộc sống còn tốt hơn so với anh ấy thím sau này mỗi buổi sáng cháu đều muốn đến đây ăn cơm sáng không được Tần Dư lập tức phản đối, Tần Giã lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ấy một cái, nằm mơ, Tần Chân, nói đùa, nói đùa, nghiêm túc như vậy làm gì? Sau khi ăn sáng xong, Tần Dư cầm theo bọc đồ nhỏ của mình đi theo Tần Chân lên xe. Tần Chân nhìn thoáng qua người không nói tiếng nào đang ngồi ở ghế phó lái. Làm sao vậy, luyến tiếc gia đình sao? Tần Dư không nói chuyện, Tần Chân nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy thì chậc một tiếng. Năm nay em 13 tuổi rồi đúng không? Lúc anh bằng tuổi em thì đã là đại ca trong nhóm bọn trẻ. Rời nhà chưa bao giờ khóc nhè. Tần dư nhịn không được ngoan cố một câu. Đó là vì từ nhỏ anh đã có nhà. Không thiếu ăn, không thiếu uống lại không phải chịu đói. Không phải chỉ cần nghĩ tới việc chơi thôi sao. Lúc tần chân nghe được lời này thì muốn phản bác một câu. Trước kia anh cả và em gái của em còn không phải là người nhà em hà. Nhưng không biết vì sao lời đã đến bên miệng. Lại nuốt ngược trở vào. Bởi vì anh ấy nhớ tới khi còn nhỏ ba anh em họ rất khổ. Còn bị người khác bắt nạt, ít nhất là trước kia anh ấy không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc hay đói bụng. Sau khi im lặng một lúc, anh ấy lại gợi một đề tài mới, "Lần này đi, em có thể kết bạn được với nhiều người mới." Đối với lời này thì Tần Dư không cho là đúng, cậu ấy đi là để rèn luyện chính mình, chứ không phải đi để kết thêm bạn mới. Sau khi mẹ Dung Tiễn người đi thì vẫn có chút buồn bã. Đột nhiên không có Tần Dư, bà ấy cảm thấy gia đình này thiếu đi một chút ồn ào. Tầm mắt Tần Dã nhìn qua, mẹ không phải mẹ nói muốn đi mua thịt sao? Con đi cùng với mẹ. Mẹ Dung vừa nghe thấy lời này thì làm gì còn thời gian rảnh mà phiền muộn này. Phiền muộn kia nữa, đúng vậy, mẹ muốn đi mua thịt, đi chế thì sẽ không còn để mua nữa. Con cũng không cần phải đi theo mẹ, một mình mẹ đi là được rồi. Bà ấy quyết định đi bằng chiếc xe ba bánh mà con rể đã sửa cho bà ấy. Vừa lúc có thể đựng được không ít đồ vật. Tiểu Tần, con không cần quan tâm những việc này, thời gian còn sớm, con có thể đi ngủ một lát.